Cái mô hình của nhóm em là dự kiến làm là một cái kho điều khiển chính là mạch STM Nuclei. Thiết bị để đi kèm nó là sử dụng một con Bluetooth HC05 và có thể là sử thêm một con DHT11 để đo dữ liệu. Rồi cái đề tài thì là để xây dựng lên một cái truyền đo nhiệt độ phòng và sau đó truyền qua qua dữ liệu điện thoại để hiển thị lên cái màn hình điện thoại. Tại là mặt cái đèn được đúng không? Dạ, bật đèn được. Rồi giờ mình nói cái mặt đèn. Dạ, ở đây thì về mặt phần giờ là truyền truyền và nhận tín hiệu Bluetooth và kích hoạt đèn LED trên mạch. Nói chân thì để mình vô có mình sẽ nói về chân luôn. Có thử đi, thử để mô thử. Dạ, để mô thử chắc hai. Ấy chân thật sự này. Thì cái động hệ thống nó sẽ gửi một cái động lệnh trong mật mã của mình, là khi mà kết nối thành công thì nó sẽ gửi một câu STM32F4HC05 Bluetooth demo này đó. Dạ. Rồi. Rồi. Có cái động lệnh nó sẽ hiện lên trong có của mình ở đây. Là đây lát mình sẽ chỉnh rõ hơn là đi phần demo. Bây giờ mình gửi là giá trị 1, ở đây là khi chưa gửi là đèn led 2 của mạch chưa sáng, khi gửi giá trị 1 lên thì nó sẽ đọc và nó sáng đèn lên. Gửi tín hiệu 2 thì nó sẽ tắt đi. Về thành phần của này thì con Bluetooth HC05 thì là nó gồm có 4 chân chân TX, RX, GND và VCC. Để thực hiện được cái giao tiếp thì đó, đầu tiên là ta phải xác định cái cổng dương hoạt nào rồi ta mở. Ở trong một cái mạch STM thì thường là có đến 3 đến thường ít nhất là 3 cổng dương hoạt, từ 1 đến 3, hình như có cái cổng 6 mà đó. Ở đây mà sử dụng cổng dương hoạt 1 đó, cho nên trên mạch của mình là dương hoạt 1 là BA. À, cái cách nói thì về để thực hiện giao tiếp thì bạn cứ phải nói chân TX của Bluetooth vào chân RX trên mạch và ngược lại RX giờ sẽ bị gọi chân TX trên mạch. Rồi tín hiệu bây giờ bỏ qua bên phòng điện. Nó nói cái phần xét chân không thầy? Cấu hình chân nữa. Phần mềm nó hỏi thì mới có luôn hả thầy? Ở đây để phần mềm dùng để đọc tín hiệu truyền là ở đây là Bluetooth Terminal HC05. Cái này bạn các bạn có thể lên trên CH Play và search, phải đọc về đó. Khi đau về chạy thì cái giao diện đầu tiên của nó. Đó, khi mở lên là sẽ như vậy. Các bạn tìm kết nối thiết bị của mình. Ở đây mình kết nối rồi cho nên nó không có yêu cầu mình nhập nhập pin của cái con Bluetooth. Khi cần sử dụng cái phần mềm này có thể hiển thị được cái tín hiệu truyền Bluetooth. Được rồi.